Jenny xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chương trình tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm các tin chính sau đây. Boeing hoàn tất nâng cấp phần mềm cho máy bay 737 Max. Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ nói Trung Quốc phản ứng quá mức với hoạt động của Mỹ trên Biển Đông. Thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố tranh cử tổng thống. Facebook phản hồi về việc gỡ bỏ nội dung theo yêu cầu của Việt Nam. Và sau đây là phần mở đầu với điểm tin thế giới. Jenny xin mở đầu cho phần điểm tin thế giới. Sự hiện diện của Trung Cộng tại Pakistan tạo thêm động lực cho phong trào ly khai. Sự xuất hiện hàng loạt của các dự án hạ tầng của Trung Cộng đã dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ và thúc đẩy phong trào ly khai tại Pakistan. Vào cuối tuần qua, một nhóm tay súng đã tấn công khách sạn Pearl Continental ở Quetta, hải cảng ở bờ biển phía nam Pakistan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Vụ tấn công vốn nhắm vào người Trung Cộng và các nhà đầu tư nước ngoài, là sự việc nghiêm trọng nhất có liên quan đến dự án hành lang kinh tế Trung Cộng, Pakistan CPEC. Đây là dự án thuộc sáng kiến vành đai và con đường nối tỉnh phía Tân Cương của Trung Cộng với cảng Quetta, giúp Bắc Kinh có được tuyến đường quan trọng để tiếp cận với biển Ả Rập, đồng thời giúp Islamabad thiết lập mạng lưới đường xá, hải cảng và phi trường. Nhà chức trách Pakistan thường quảng bá rằng Quetta, nơi trước đây là một làng chài, sẽ sớm trở thành thành phố phồn vinh như là Dubai. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là dự án CPEC chủ yếu hoạt động tại tỉnh Balochistan, nơi có nhiều phiến quân Hồi giáo, các bộ tộc thiểu số và các tổ chức ly khai. Cộng đồng dân tộc Baloch lâu nay vẫn thù hằn với chính phủ Pakistan, muốn có quyền tự trị và đòi được chia phần công bằng từ các nguồn tài nguyên, thưa quý vị. Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Iran và Hoa Kỳ. Vào hôm thứ Năm 16 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết Iran đã cam kết sẽ thực hiện trách nhiệm của họ theo thỏa thuận nguyên tử quốc tế, bất chấp việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận này. Bên cạnh đó, họ còn gọi hành động tái áp dụng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đã đưa ra những bình luận này trong một cuộc họp với người đồng cấp của Nhật Bản tại Tokyo khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và đặt ra mối lo rằng Hoa Kỳ và Iran đang hướng tới xung đột. Thỏa thuận kế hoạch hành động toàn diện chung được Hoa Kỳ, Iran và các quốc gia khác ký kết vào năm 2015. Theo đó, Iran đã kiềm chế khả năng làm giàu uranium của họ để đổi lấy việc được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận này hồi năm ngoái và hiện đang áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran nhằm bóp nghẹt nền kinh tế nước này bằng cách chấm dứt việc bán dầu thô quốc tế của họ. Nhật Bản là một bên mua dầu lớn của Iran trong nhiều thập kỷ trước các lệnh trừng phạt, thưa quý vị. Hoa Kỳ-Nga ra dấu hiệu mong muốn cải thiện quan hệ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết là cuộc họp gần 2 giờ đồng hồ hôm 14 tháng 5 với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Nga Ngoại giao Sergei Lavrov về gần như mọi vấn đề mà hai nước phải đối mặt là rất hiệu quả. Dù có vẻ như là không có đột phá lớn, Hoa Kỳ và Nga đều có lợi ích trong một số vấn đề toàn cầu đang diễn ra, nhưng thường là ở hai phía đối lập, ngay cả khi hai bên cùng chia sẻ một mục tiêu cơ bản. Một tình huống như vậy là trong cuộc xung đột ở Syria, nơi Nga ủng hộ cho lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Hoa Kỳ hậu thuẫn phe nổi dậy muốn lật đổ ông Assad. Những nỗ lực của Hoa Kỳ-Nga nhằm đưa ra một kết thúc mà Liên Hiệp Quốc làm trung gian cho cuộc chiến bắt đầu từ năm 2011 đã thất bại vào năm 2016. Nhưng ông Pompeo nói với các phóng viên hôm 14 tháng 5 rằng ông nghĩ rằng các cơ quan chức Mỹ và Nga giờ có thể đã bắt đầu làm việc với nhau để bắt đầu quá trình đã đưa ra trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là kêu gọi một sự chuyển tiếp chính trị do Syria dẫn đầu với lệnh ngừng bắn, hiến pháp mới và bầu cử. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ và Nga có thể làm việc hướng tới điều mà ông nói rằng ông tin là mục tiêu chung của một Triều Tiên phi hạt nhân hóa.
các chủ đề khác trong cuộc họp hôm 14 tháng 5, bao gồm Iran, Ukraine và Venezuela. Trong một cuộc họp báo chung với ông Lavrov sau các cuộc đàm phán, ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng xây dựng lại mối quan hệ với Nga, nhưng Mỹ hy vọng các đối tác Nga sẽ hành động với mối quan hệ đó một cách nghiêm túc, thưa quý vị. Trump đánh thuế Trung Cộng nhưng nới lỏng Âu Châu. Tổng thống Donald Trump có thể sẽ hoãn đánh thuế xe hơi và phụ tùng xe hơi từ Liên Âu. Theo truyền thông dẫn các nguồn tin cho biết hôm thứ Tư, chỉ 3 ngày trước hạn chót để Tổng thống đưa ra quyết định. Cổ phiếu các hãng Ford và GM đã tăng nhẹ trước tin tức rằng lệnh đánh thuế 25% có thể sẽ được hoãn. Đồng thời, chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 100 điểm. Theo các nguồn tin, thì Tổng thống Trump đã ra lệnh tạm hoãn tối đa là 6 tháng đối với các lệnh đánh thuế nhắm vào xe hơi từ châu Âu. Theo lịch trình, ông Trump có hạn chót là ngày 18 tháng 5 để quyết định có tăng thuế đối với xe hơi và phụ tùng xe hơi nhập cảng từ châu Âu hay không. Nhiều thành viên lưỡng đảng trong Quốc hội đã khuyến cáo rằng hành động này sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường, việc làm và cả nền kinh tế Hoa Kỳ. Trước đó, thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thực hiện một nghiên cứu và kết luận rằng việc nhập cảng xe hơi có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Các đại diện thương mại châu Âu vẫn đang đàm phán với những người đồng cấp Hoa Kỳ với hy vọng tránh được một cuộc chiến thương mại mới. EU đã đề nghị hủy bỏ mọi khoản thuế đánh lên xe hơi mua bán qua lại giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Chủ tịch Hạ viện cảnh cáo Tổng thống Trump đừng gây chiến với Iran. Dân biểu Nancy Pelosi thuộc phe Dân chủ California, Chủ tịch Hạ viện hôm thứ Tư 15 tháng 4, nói rằng Mỹ phải tránh một cuộc chiến với Iran và tuyên bố Tòa Bạch Ốc không dính dáng gì đến cuộc đối đầu ở Trung Đông nếu không có sự chuẩn thuận của Quốc hội. Phát biểu của bà Pelosi được đưa ra trong lúc có lo ngại ở Quốc hội liên quan đến đường lối của Tổng thống Donald Trump đối với Iran và căng thẳng đang gia tăng tại vùng vịnh Persian Gulf khi chính quyền Mỹ nói rằng có những đe dọa không cụ thể từ quốc gia Hồi giáo này. Theo dự trù, thì các nhà lãnh đạo Quốc hội sẽ được phía hành pháp báo cáo một số chi tiết mật vào thứ Năm. Nhưng bà Pelosi nói rằng Tòa Bạch Ốc lại không chịu báo cáo cho tất cả các thành viên Quốc hội, cũng như không chịu cung cấp thêm thông tin mà các nhà lập pháp đòi hỏi. Chúng ta phải tránh bất cứ một cuộc chiến nào với Iran, bà Pelosi nói với các đồng viện. Theo một người có mặt trong phòng họp nói, người này nói trong điều kiện ẩn danh vì không được phép công khai các cuộc nói chuyện riêng tư của các vị dân cử. Từ tuần trước, các nhà lãnh đạo Hạ viện yêu cầu Tòa Bạch Ốc cung cấp thông tin mật liên quan đến tình hình với Iran. Nhưng bà Pelosi nói rằng phía hành pháp ngụ ý rằng họ không thể đưa ra nhanh như thế, thưa quý vị. Boeing hoàn tất nâng cấp phần mềm cho máy bay 737 Max. Hãng Boeing hôm 16 tháng 5 loan báo đã hoàn chỉnh cập nhật phần mềm cho dòng máy bay 737 Max hiện đang bị đình chỉ bay trên toàn cầu kể từ tháng 3 sau khi hai chiếc máy bay loại này bị rơi làm hàng trăm người thiệt mạng. Nhà sản xuất Boeing cho biết họ đã cung cấp thêm thông tin trước những yêu cầu của Cục Hàng không Liên bang FAA, trong đó có những chi tiết về làm sao cho các phi công tương tác với bộ điều khiển và màn hình hiển thị trong các kịch bản bay khác nhau. Một khi những yêu cầu này được đáp ứng, Boeing sẽ làm việc với FAA để lên lịch cho chuyến bay thử nghiệm để được chứng nhận và sẽ đệ trình các tài liệu chứng nhận cuối cùng, hãng này nói. FAA đang lên kế hoạch một cuộc gặp vào ngày 13 tháng 5 ở Fort Worth thuộc bang Texas với các nhà quản lý hàng không trên khắp thế giới để cập nhật về quá trình xem xét những chỉnh sửa phần mềm và cách huấn luyện phi công mới của Boeing. FAA cho biết là Boeing vẫn chưa đệ trình gói phần mềm cuối cùng cho họ để phê chuẩn. Hôm 15 tháng 5, quyền quản lý FAA ông Dan Elwell nói ông tin rằng Boeing sẽ chính thức đệ trình phần mềm nâng cấp trong vòng tuần tới. Hãng Boeing hy vọng phần mềm cập nhật và các khóa đào tạo phi công liên quan sẽ tạo ra thêm những lớp bảo vệ để tránh tình trạng thiết bị bị cảm ứng sai lệch kích hoạt một hệ thống gọi là MCAS và là nguyên nhân gây ra cả hai vụ rơi máy bay. Boeing cũng cho biết họ đã hoàn tất các thử nghiệm mô phỏng có liên quan và chuyến bay thử nghiệm đã soạn thảo các tài liệu huấn luyện và giáo dục giống được đang được FAA, các nhà quản lý hàng không trên toàn cầu và các khách hàng của họ xem xét để cho dòng máy bay sớm được hoạt động trở lại. Đến nay, thì Boeing đã bay chiếc 737 Max với phần mềm được cập nhật, được hơn 360 giờ trên 207 chuyến bay. Hãng chế tạo máy bay này cho biết, thưa quý vị. Indonesia sẽ quyết định nơi đặt thủ đô mới trong năm nay. Viên chức Indonesia hôm thứ Tư cho biết là địa điểm thủ đô mới của nước này sẽ được quyết định trong năm 2019 để kịp thực hiện lễ khởi công và dự kiến hoàn thành việc xây dựng trong năm 2024. Quyết định dời thủ đô khỏi Jakarta được đưa ra cách đây 2 tuần sau khi Tổng thống Indonesia là Joko Widodo phê chuẩn qua kế hoạch. Chính phủ Indonesia đang hoàn tất các nghiên cứu cuối cùng
để có thể kịp lựa chọn địa điểm đặt thủ đô mới trong năm nay. Việc khởi công xây dựng dự kiến bắt đầu từ năm 2021. Đầu tháng 5, Tổng thống Joko Widodo đã thăm hai địa điểm tại Đông và Trung Kalimantan trên đảo Borneo. Chuyến đi của ông Widodo được cho là nhằm kiểm tra và đánh giá thực địa trước khi quyết định nơi được chọn làm địa điểm xây dựng thủ đô mới. Thủ đô hiện tại của Indonesia là thành phố Jakarta, nằm trên đảo Java. Thành phố được thành lập từ thế kỷ thứ tư, vây quanh bởi nhiều đô thị nhỏ, là nơi sinh sống của khoảng 30 triệu người. Đây là một trong những đô thị đông đúc và có nạn kẹt xe trầm trọng nhất thế giới. Bộ Quản lý Kế hoạch Đô thị Indonesia cho biết, sau khi việc dời thủ đô về địa điểm mới hoàn thành, Jakarta vẫn sẽ là trung tâm tài chính lớn nhất của đất nước vạn đảo, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới. Chúng ta xin tạm ngừng chương trình tin tức trong giây lát, sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.